Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 29 tháng 11, Tổ chức Y thế giới WHO cho biết là nguy cơ bùng phát toàn cầu của biến thể mới Omicron là rất cao. Trong khuyến cáo gửi đến 194 quốc gia thành viên của tổ chức này, WHO hối thúc cộng đồng quốc tế phải sẵn sàng ứng phó với biến chủng mới, đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine cho các nhóm thuộc diện ưu tiên cao và đảm bảo phải triển khai các kế hoạch đối phó để duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu. Theo WHO, tính đến ngày 29 tháng 11, thế giới chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến biến thể mới Omicron, song nguy cơ bùng phát toàn cầu của chủng mới này là rất cao. WHO cũng cảnh báo biến chủng mới này có thể khiến một số khu vực phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng. Theo WHO, cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ hơn về khả năng Omicron né tránh hệ thống bảo vệ mà các vaccine tạo ra cho hệ miễn dịch của con người. Báo cáo đầy đủ hơn dự kiến sẽ có trong vài tuần tới. Trước đó, vào ngày 28 tháng 11, WHO đã khuyến khích các quốc gia mở cửa biên giới. WHO cho rằng việc đóng cửa biên giới sẽ tạo áp lực đè nặng lên cuộc sống và sinh kế của mọi người, từ đó gây xáo trộn mạnh không cần thiết.